Champions League đã bước vào những lượt trận quyết định và bốn đại gia Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City và Barcelona đang tràn trề cơ hội để tiến vào vòng nó cao sau khi đều giành trọn vẹn 3 chiến thắng ở vòng bảng. Đặc biệt, tại bảng A, Bayern Munich với 9 điểm hoàn hảo, chỉ cần hạ gục Galatasaray trên sân nhà Allianz Arena là sẽ sớm buộc tên mình vào danh sách các đội bóng ở vòng tiếp theo. Tâm lý hưng phấn sau trận đè bẹp Dortmund với tỷ số 4-0 tại Bundesliga là lợi thế lớn cho Hùng Xám. Trong khi đó, Manchester United cũng đang đối diện với nhiệm vụ cấp bách khi phải giành chiến thắng trước Copenhagen để nuôi hy vọng vươn lên từ vị trí thứ 3 với 3 điểm hiện có. Họ đã may mắn thắng 1-0 trong trận lượt đi, nhưng chuyến làm khách tới đất Đan Mạch chắc chắn sẽ chẳng hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Ten Hag, bất chấp phong độ không ổn định của họ gần đây. Ở bảng C, Real Madrid đang dẫn đầu với khoảng cách an toàn và có thể đặt chân vào vòng sau chỉ với một trận hòa trong cuộc tái đấu với Braga. Đối thủ của Napoli, Union Berlin, cũng không phải là rào cản không thể vượt qua. Tại bảng G, Manchester City dù đã có 9 điểm nhưng không thể lơ là trước Young Boys nếu muốn chắc chắn một suất đi tiếp. Còn ở bảng H, Barcelona cũng không được phép chủ quan khi chỉ cần một điểm nữa là có thể bảo toàn vị trí dẫn đầu. Sự cạnh tranh cho những vị trí còn lại ở vòng 1/8 đang trở nên gắt gao và thú vị khi mỗi trận đấu có thể đảo lộn cục diện của bảng đấu, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.